Rồi, hello mọi người nha. Sài Gòn 365 TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người ha. Đây, hôm nay mình sẽ quay cái cảnh buổi chiều ha. Kẹt xe cầu Kinh Tẻ ha, tại Sài Gòn ha mọi người. Cái hướng mình đang quay đó, cái hướng qua quận 7 đó. Đây là cầu Kinh Tẻ này, hướng quận 4 qua quận 7 ha. Hướng quận 7 về quận 4 đó thì nó vắng. Và cái hướng từ quận 4 về qua quận 7 thì mọi người xem ha. Đây mình sẽ quay cái cảnh luôn ha. Đây, kẹt xe ha mọi người. Kẹt xe kinh khủng luôn á. Đó, mọi người xem ha. Đó, kẹt xe tú cái đường cầu lên luôn á. Cầu Kinh Tẻ thì khoảng chừng 5 giờ cho đến 7 giờ 8 giờ luôn á, và lúc nào cũng vậy á. Đây, chút mình đi về quận 8 thì mình cũng không dám đi cầu Kinh Tẻ đâu, mình sẽ qua cầu Nguyễn Nhân Cừ. Cầu Nguyễn Nhân Cừ thì cũng kẹt nhưng mà đỡ hơn. Đó, mọi người thấy không, từng đoàn xe nhích chen nhau ha, nhích 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 nhích. Đây chiều người ta đi làm về ha, cái nhu cầu về nhà nó rất là cao cho nên hay bị tình trạng xảy ra tình trạng kẹt xe lắm. Còn ngược lại thì cái hướng từ quận 7 sang quận 4 á, đi vào trung tâm á, thì nó ít hơn ha. Bây giờ này người ta nghỉ ngơi, ăn cơm xong rồi tắm rửa rồi bắt đầu mới đi chơi. Cho nên khoảng chừng 7 giờ trở lên á, 7 giờ 8 giờ rồi thì cái hướng từ quận 7 sang quận 4 mới kẹt ha. Giờ đó người ta rảnh rỗi rồi, người ta đi chơi, đi shopping rồi ha, vân vân. Đó, mọi người thấy không, kẹt xe cứ ngắt luôn ha. Nói chung là hôm nay là còn đỡ đó, nói chung là còn nhích nhích nhích, nói chung là đi chậm thôi. Thường bữa là khỏi đi luôn ha mọi người, kẹt cứng ngắc. Hôm nào mà có tai nạn hay hoặc là một chiếc xe nào mà nó hư á là thôi khủng khiếp lắm ha. Đó, đây là cuộc sống Sài Gòn ha mọi người. Cũng nghe nói Sài Gòn đang chuẩn bị khoảng 34 điểm ha, coi như là thu phí á, vào trung tâm Sài Gòn sẽ tính phí á. Hy vọng là sẽ giảm được cái tình trạng kẹt xe ha mọi người. Đó, mọi người thấy là nó hàng dài ha. Rồi hướng vào quận 7 luôn nè. Quá là kẹt xe mọi người. Rồi, xe hơi mà chạy song song luôn ha, hai chiếc luôn ha. Đó, ép qua xe máy luôn. Rồi, kìa mọi người xem nè ha, xe buýt với lại xe hơi ha, hai đi song song với nhau luôn. Rồi coi như là xe máy hết đường luôn á. Đó, mọi người thấy không, kẹt cứng à. Nếu như mà chạy một chiều như thế thì cũng hạn chế kẹt lắm. Tại mấy anh xe buýt này lấn qua nè. Đó, mình thấy không, dồn cục luôn.
là kẹt dữ lắm mọi người. Đấy là càng lúc càng xe càng đông á. Quay lại cái hướng phía quận 7 cho mọi người xem coi có đỡ hơn không ha. Hướng quận 7 qua quận 4 thì thông thoáng ha. Có cái hướng quận 4 qua quận 7 thôi. Đó mọi người thấy không? Xe mỗi lúc một đông ha mọi người. Rồi thôi mình cũng xin chia sẻ với mọi người một tí về kẹt xe ở Sài Gòn ha. Rồi hẹn gặp mọi người vào video clip tiếp theo ha. Rồi xin chào mọi người nha.